Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Gà. Thì season 4 nó đã qua được 2 ngày rồi. Thì Gà gặn được rất là nhiều câu hỏi của anh em về như là cái hệ thống Master Working làm sao để unlock, làm sao đi được cái đặc biệt. Newbie thì nên chơi lách nào, rồi làm sao lên level nhanh xíu, rồi mấy cái nguyên liệu thì kiếm ở đâu, và những cái nguyên liệu này sử dụng như thế nào. Thì cái video này Gà sẽ giải thích cho anh em biết. Gà có một group Discord dùng để cho anh em giao lưu trao đổi những cái game giống như là Diablo, PoE và Last Epoch. Thì anh em nào đang tìm nơi để mua bán hay là tán gẫu thì anh em có thể join group Discord Gà ha. Ngoài ra bên Gà có bán game và làm dịch vụ về Diablo 2, Diablo 4. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể PM em ở trên page của Gà. Cảm ơn anh em. Rồi, trước tiên Gà sẽ nói về cái vụ mà đầu tiên khi anh em mới chơi thì anh em sẽ chọn cái nhân vật nào. Thì thường ở cái mùa này thì người ta sẽ chơi sóc với lại chơi necro để cho nó nhàn hạ xíu. Còn nếu anh em là fan của barbarian hay là rui rút thì anh em cứ chơi những cái lát đó thôi, những cái lát đó cũng rất ok. Nhưng mà có điều thì nếu anh em muốn chơi nhàn thì anh em có thể chơi con necro rồi để thế này, ở mùa này nó cũng rất là ok, rất là nhàn. Rồi một cái vấn đề nữa anh em hay hỏi tôi là làm sao để có thể gọi được cái con golem mình lên. Thì muốn gọi con golem mình lên á thì trước tiên là anh em phải đạt tới level 25. Sau đó anh em đi làm nhiệm vụ của nó, anh em bấm tab lên. Nó sẽ hiện cái nhiệm vụ ở đây nè. Khi đến level đó nó sẽ hiện cái nhiệm vụ ở đây. Và cái nhiệm vụ đó nằm đâu trên đây nè. Nằm đâu đây nè. Đó, tôi nhớ là vậy. Lên trên đây làm. Nó sẽ nằm đâu đây ở chỗ này nè. Đó. Nó sẽ là cái nhiệm vụ của Necromancer ha. Đó anh em sẽ unlock ra được cái skill của Necro. Đây, Golem. Thì thường mới đầu thì nó sẽ lock cái phần này lại, nó sẽ ghi là level 25 sẽ unlock cái nhiệm vụ, làm nhiệm vụ. Còn trước đó thì anh em chỉ có cái Skeletal với lại Mage với lại Warrior thôi. Đó sau đó mình phải để ra cái thanh ngoài đây nè, bích cái chiêu ra ngoài đây nè thì nó mới gọi được cái con Golem với lại xương nha. Còn khi mà chúng ta cất nó vô thì nó không có sử dụng được. Nó sẽ không gọi được cái con Golem đâu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái phần mà heo thai với lại cái phần mà farm level ha. Farm level làm sao để cho nó lên nhanh. Thì trước tiên á anh em phải lúc mà level 1 á mà anh em đã chơi xong cái câu chuyện của game rồi đó, và cái đầu mùa anh em muốn farm level nhanh á thì anh em cứ ra chỗ heo thai. Chúng ta sẽ luyện tới tầm level 50 rồi chúng ta sẽ đi vô cái Nightmare Dungeon, bắt đầu up mấy cái clip lên. Đó, sau đó rồi chúng ta khi đạt mà đủ đủ đồ đủ mạnh rồi đó thì chúng ta sẽ đi tiếp cái đập bích, nó sẽ nằm ở cái chỗ này nè, ở bên cái Scotland đó. Đi heo thai, sau khi mình đi heo thai á mình sẽ làm được khá khá nguyên liệu nha. Đó, nguyên liệu hiện tại giờ nó đã gom ngắn rút gọn lại bớt rồi, chúng ta chỉ còn một vài cái nguyên liệu thôi, nguyên liệu chính thôi. Và cái mùa này nó khá là thiếu cái cục Shattered Grim này nè, thì cái cục này nó đục lỗ cho item á, mà mùa này kiếm khá là khó. Tôi không biết là mùa sau nó có fix lại cái vụ này không, hay là nó sẽ có bản update để fix lại cái vụ này không. Chứ hiện tại cái cục này kiếm khó lắm, nên đục lỗ cũng rất là hạn chế. Và cái phần mà kiếm mấy cái cục gem này cũng hơi hơi mệt. Hiện tại thì đi Nightmare Dungeon hiện tại nó rất cũng không có nhiều, có mấy chục thôi à. Ở mùa này thì cái Veil Crystal thì chúng ta sử dụng rất là khỏe, tại vì nó rớt khá là nhiều. Rồi ở level 50, từ level 1 lên 50 ấy, nãy tôi nói với anh em á là chúng ta đi ra heo thai ha. Khi mà chúng ta ra heo thai á đó, thì khi mà anh em đi level 1 ra heo thai á, heo thai mùa này được buff rất là nhiều nha, quái sẽ ra liên tục luôn, nên anh em sẽ không có lo cái gì về cái chuyện mà thiếu quái đánh, quái nó ra liên tục luôn. Và như anh em thấy thì chúng ta sẽ có Cinder, và cái bên này á là nó sẽ là cái bài phun hết. Thì cái trái tim này á thì dùng để làm cái gì? Khi mà anh em đi làm ở trên cái map này nè, anh em gặp cái hình này nè, đó cái nghi lễ đi tour nè, thì anh em lại đây, anh em đặt ba trái tim lên thì nó sẽ gọi rất là nhiều quái lên, và nó gọi thêm con chùm nữa. Và khi mà đánh con chùm đó thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều đồ và nhiều kinh nghiệm. Nếu mà anh em chơi solo á lên level nó sẽ hơi chậm hơn một chút, nhưng mà nếu mà những anh em nào mà chơi theo team 4 người á thì nó lên level rất là nhanh nhé. Nó cứ đứng đó gọi xong rồi dùng cái ban full hết này để chúng ta gọi mấy con quái lên. Và chưa kể là khi mà cái ống này đầy lên á thì bắt đầu nó nhả quái ra rất là nhiều. Đó, nó nhả quái ra rất là nhiều. Rồi một cái lưu ý nữa, khi mà anh em đi farm level thì anh em phải cắn bình nha, cắn mấy cái bình này nè. Đó, mấy cái bình nó rất rất là nhiều, bây giờ nó rất rất là nhiều nên khỏi lo cái chuyện thiếu nhé. Và anh em sẽ để ý nè, cái phần mà điểm kinh nghiệm á nó sẽ là tăng bao nhiêu phần trăm á.
thì anh em sẽ để ý nha, có bình nó sẽ là 8%, có bình sẽ là 6%. Đó này thấy không? Có bình sẽ là 5%, thì mình kiếm mấy cái bình 8% á mình cắn thì nó sẽ lên nhiều kinh nghiệm hơn. Và một cái tiếp theo nữa cho cái việc mà luyện level á thì anh em sẽ vô bấm chữ U để anh em vô cái phần mà Season Blessing này nè, đó, Season Blessing. Thì anh em sẽ thấy là nó sẽ cộng thêm 20% cho cái SP nữa, nên cái việc lên level rất là nhanh. Và làm sao để lên được cái này á thì tôi chỉ luôn. Thì anh em thì thấy đây là cái Battle Pass và những cái này là free. Kiểu là mình không mua Battle Pass thì mình vẫn có thể nhận được mấy cái này. Đó, còn mấy cái ở trong đây, mấy cái mà mua Battle Pass mới được nha. Còn mấy cái mà ghi free thế này là ai cũng nhận được hết. Và khi đạt được một mức nữa, mình đi farm đạt một mức nữa thì nó sẽ cho cái Smoldering Ash này nè. Thì mình sẽ dùng nó để mình bấm vô, mình nâng cấp nó. Nâng cấp nó. À, bấm chuột phải vô cái này thì có thể hồi lại được nè. Đó, mình hồi đó, mình bấm Accept hồi đó, nó sẽ trả lại đây là một cái Smoldering Ash á. Thì mình có thể chọn cái nào mình nâng vô cũng được hết. Đó thì cái này là sẽ là bốn bốn mắt, bốn cái là sẽ mắt cộng bốn, nói chung là sẽ dùng bốn cái smoldering này á thì nó sẽ là mắt, nó còn dư thì mình sẽ cộng với mấy cái này hết. Thì tổng cộng nó sẽ cho chúng ta là 20 cái smoldering art ha. Đó, cứ mỗi lần lên thì free thì nó sẽ nhân 2, nhân 1, có cái thì nhân 3 tùy. Thì mình dùng ở đây để mình búp hết vô đây, đầu tiên mình búp hết vô đây xong rồi mình búp tới đây để lên level 50 để mình đi búp cái clip á thì mình sẽ dùng cái này. Còn ví dụ mà mình đi những cái như là heo thai, mình muốn farm heo thai á thì mình sẽ nâng vô cái bằng heo thai trước để nó cộng vô cái bằng heo thai để chúng ta sẽ được cái phần nhiệm vụ của Ironwood nhiều hơn. Nói này là tùy anh em. Nhưng mà nhớ nhờ cộng vô cái bằng XP này trước nha, ưu tiên nó để chúng ta lên level. Đó, đó đó là về cái phần mà chúng ta đi cái farm XP, farm level sao cho lên nhanh. Đó anh em thấy không, nó đang có mở bot ra đánh này, nó sẽ nhấp nháy thế này này, anh em có thể lại tham gia. Có nhiều đứa nó mở lắm, nên đừng có lo về cái chuyện mà thiếu, cứ đi vòng vòng heo thai là sẽ lượm được thôi. Rồi mấy cái rương mà kiểu mystery hồi xưa nó ẩn bây giờ nó hiện lên hết rồi nè. Đó anh em thấy không, rương 250 nè, rương 275 nè. Cái rương này sẽ có cái Living Steel dùng để đi đánh boss. Những con Uber á nó sẽ nằm ở dưới cái phần đây. Đó, con Durio Uber nó sẽ nằm dưới đây nha. Anh em sẽ đi đánh nó khi mà anh em đầy đủ cái nguyên liệu là cái trứng với lại cái Living Steel. Rồi sau khi mà mình lên 50 á mà mình muốn đi cái Nightmare Dungeon thì mình cứ đi như bình thường thôi, về cái thằng kia mình ráp. Đó thì mình cứ về chỗ của thằng này nè, Acolyte. Bây giờ tất cả những cái nó dồn về một chỗ nó cũng dễ nha nè. Mình làm cũng nhanh lắm. Đó, nó về về đây nó cũng tiện nè, Acolyte nó đứng đây rồi nè. Hồi trước nó đứng tuốt bên đây lận, nó hơi bất tiện á. Đây, Acolyte đứng đây. Thì chúng ta sẽ ráp cái xích gồ để chúng ta đi Nightmare Dungeon. Sau khi mà chúng ta đi Nightmare Dungeon đăng clip, up clip rồi đó. Đó, để dành để up cái clip là như vậy nha. Nó có rất là nhiều cái mới nha anh em, thì những anh em nào mà bỏ mấy season trước không chơi, qua season này vẫn chưa cập nhật đó, thì coi cái video này. Như thằng này á, bây giờ nó chỉ có gắn codex vô với lại cái roll item thôi, roll mấy cái dòng item thôi. Khi mà chúng ta rã mấy món đồ ra, ví dụ mà chúng ta để món đồ đi, chúng ta lại thằng Select Mix rã ra thì nó sẽ tự động rút cái dòng aspect của cái item ra luôn. Đó, nó rút cái dòng aspect nó sẽ chuyển vô đây hết. Và khi mà cái nào mà mắc rồi đó thì nó sẽ là ghi là maximum 16, ví dụ 16 trên 16 thì nó sẽ là maximum. Cái này là mới 10 trên 11 thôi, chưa maximum nữa không, mới là 6.5 thôi. Nếu mà tôi kiếm được cái aspect như vậy nữa thì nó sẽ là 7 chấm luôn, là nó là maximum luôn. Và được một cái này á, là khi mà nó có dấu chấm than thế này nè, mình bấm vô á, mình chỉ vô thôi là nó sẽ hiện lên được cái item nào đang có cái chứa cái aspect đó, rất là tiện lợi luôn. Cái này hồi trước tôi cũng đã nói về cái vụ này rồi đó. Chúng ta chỉ vô aspect thì nó sẽ hiện lên cái item này đang chứa cái aspect đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái vụ mà anh em hay hỏi như là cái The Beast á. Rồi chúng ta muốn đi The Beast á thì chúng ta phải tới đây nè, đó ngay chỗ này nè, Obelisk. Đó, trên bản đồ nó sẽ hiện cái này nè, anh em thấy không, nó nằm ở trên Scotland nha. Rồi cái này nằm ở đây. Và muốn đi được cái này á thì chúng ta phải có nguyên liệu. Tôi cho anh em coi nguyên liệu luôn. Đây nó là cái nguyên liệu này, anh em phải có cái nguyên liệu này nhé. Nếu anh em không có nguyên liệu này thì sẽ không đi được đâu. Và cái nguyên liệu này rớt từ đâu, để ý một chút xíu thôi, cái game này chỉ cần anh em để ý một chút xíu thôi. Chỉ vào cái item đó thì nó sẽ hiện lên cái phần mà làm sao để kiếm được nó. Đó anh em thấy không, Most Often Found nè, là có thể tìm thấy ở cái Whisper Cache nè, là cái thùng Whisper á. Chúng ta đi làm cái nhiệm vụ mà truy Whisper á, nó thì mở ra nó có khả năng rớt ra luôn. Rồi heo thai nè,
Rồi Legion Chess nè, là những cái rune ở đi Legion nè nó cũng rớt ra luôn nè. Nightmare Dungeon cũng có rớt nè, đánh một boss nó cũng có rớt luôn. Thì khi mà chúng ta lượm được cái mảnh này rồi á thì chúng ta có thể đi cái The Beast. Đó là cái này. Và sau khi chúng ta đi The Beast á thì nó sẽ rớt mấy cái này cho chúng ta nè. Rớt này nguyên liệu 1 2 3, ba cái này nha. Ba cái này là nguyên liệu rớt trong The Beast. Cái trứng này á thì như gà trong server test á thì đi tới tầm level 20 thì phải, thì nó sẽ rớt từ 1 đến 20 thì nó sẽ rớt cái này. Từ level 20 trở lên á thì nó sẽ rớt cái này. Và từ mấy chục trở lên, có thể là 5-60 gì trở lên á thì nó sẽ rớt cái nguyên liệu này. Và những cái nguyên liệu này dùng để làm cái gì? Những nguyên liệu này á dùng để mở cái Master Working. Hôm trước gà đã có làm cái video về Master Working rồi, nếu anh em có thể xem lại nha. Nó chỉ khác một cái thôi là bây giờ nó không update, nó không bị fail nữa. Hồi trước là update bị fail, bây giờ là update không bị fail nữa, nhưng mà cái số nguyên liệu nó sẽ tăng lên. Đây lại chỗ thằng thợ rèn sẽ có cái phần mà Master Working. Trước khi gà nói về cái Master Working á thì gà sẽ nói về cái Tamarind một chút. Tamarind là cái phần mà chúng ta đập thêm dòng vô đó, trong cái hai dòng cuối anh em thấy không đó. Thường thì cái item legendary á nó rớt xuống thì chúng ta chỉ có ba dòng thôi, và chúng ta sẽ đập thêm hai dòng vô. Đó là những cái này đó, những cái này nè chúng ta sẽ add nó vô. Ví dụ như chiếc nhẫn đi, gà chiếc nhẫn nha. Và chiếc nhẫn này gà đang tìm cái dòng gọi là Skeletal Mail đi. Đó thì trong đây nó sẽ nằm ở trong cái phần mà Summon Fitness. Mình bấm vô phần Summon Fitness thì nó sẽ bắt đầu sáng lên thế này. Thì chúng ta sẽ temper item đó hên xui nha. Thì như anh em thấy là cái dòng này nè, khi mà chúng ta chọn cái dòng này á thì nó sẽ có ba cái dòng ngẫu nhiên và nó sẽ ra random. Khi mà chúng ta đập vô lần đầu nó không ra thì lần sau cũng có thể nó không ra luôn, có thể là 5 lần nó không ra luôn. Và sau khi mà hết 5 lần rồi á thì chúng ta sẽ không temper được nữa, và chúng ta phải giục cái item đó luôn, và chúng ta phải kiếm cái item khác để chúng ta đập tiếp. Thì làm sao để coi được cái temper của item nó có bao nhiêu lần? Đó, mỗi lần mà anh em temper cái reroll item á thì nó sẽ trừ một lần. Thì nhìn vô cái món item, anh em sẽ nhìn xuống cái phần mà bán mình được bao nhiêu tiền á. Đó, nó có cái phần mà chữ temper, anh em thấy không? Bây giờ temper hiện tại của gà là còn 2/5 thì gà đã đập 3 lần rồi. Đó thì khi mà nó trở về 0/5 á là chúng ta không đập được nữa. Đó. Những cái món mà xích rệt ở dưới á như là T3 đồ á thì nó chỉ đập được thêm một vòng thôi nhá. Còn Essential trở lên thì nó sẽ đập được hai dòng, và cái dòng temper của nó cũng sẽ khác luôn. Nói chung là khi mà chúng ta lên đây chúng ta sẽ đập Essential thôi. Và lưu ý cho anh em nha, thì anh em khi mà đi ở dưới anh em đừng có đập temper gì hết. Cứ mặc lụm đồ nào mặc đồ đó, lên trên đi lụm cái món đồ mà vừa ý thì chúng ta hãy temper cho đỡ tốn nguyên liệu. Đó thì anh em nào thắc mắc thêm về cái phần mà tambourine á thì anh em có thể xem lại cái video trước đó gà đã chỉ cho anh em, gà đã nói rất là kỹ trong cái video đó rồi. Nên bây giờ gà không muốn nói nhiều trong cái video nữa, nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần Master Working. Thì nhiều anh em hỏi là làm sao để unlock được cái này. Cái này á, muốn unlock được á, unlock được cái phần Master Working này thì anh em phải đi The Beast cái đã. Đi The Beast xong thì nó sẽ hiện lên cái phần Master Working này. Và cái phần Master Working này nó giống y chang như cái phần mà hồi xưa chúng ta nâng cấp cho cái món item nó có những cái dấu sao á, 1, 2, 3, 4, 5 sao gì đó. Thì ví dụ như bây giờ nè, cái món đồ này của tôi nó đã được Tambourine 2 dòng luôn rồi. Cái này mà Tambourine 1 dòng cũng không bỏ vô được nha. Tambourine 1 dòng là bỏ vô nó cũng không nhận nha. Với Tambourine 2 dòng luôn. Đó, xong xuôi hết rồi á, thì chúng ta sẽ upgrade lên. Và đây là cái số nguyên liệu. Nguyên liệu của nó, anh em thấy không? Số nguyên liệu của nó đây. Thì nó tốn 10 cái trứng này, 10 cái này và ba cái này, và số nguyên liệu nó sẽ tăng 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 lên từ. Và cái hiệu ứng được add vô á, là tất cả các fit sẽ được tăng lên 25%. Đó, tất cả những cái dòng ở trong đây sẽ được tăng lên 5%. Thì anh em upgrade lên. Thì cái này là tùy anh em có món nào ngon thì sau khi mà tambourine xong thì anh em cứ upgrade. Còn anh em nào chơi chắc cú thì cứ lựa được, đợi cái món nào ngon thì mình sau đó mình upgrade sao cũng được. Đó, cái đó là cái phần mà Master Working làm việc. Mà tôi theo tôi biết á thì tin đồn á là sau này cái Master Working nó còn nép nữa. Còn một cái cuối cùng tôi nói cho anh em nắm luôn đó, cái phần mà ngọc ha, gem á, thì hiện tại cái giá gem nó là khác rồi, nó cũng đã rút gọn rồi. Bây giờ anh em muốn ráp cái ruby á, cái royal ruby, cái viên cuối cùng của nó thì anh em sẽ tốn nhiều cái mảnh ruby hơn, là cần tới 10.000, rồi chúng ta sẽ tốn 1.000.000 một lần ráp. Và tới level 90 thì anh em mới unlock ra được cái cục ruby to nhất nha. Hiện tại nó là to nhất thôi, không tôi không biết sau này nó còn cục nào bự hơn nữa không. Chứ cục này hiện tại là to nhất và level 90 mới unlock ra được. Có một cái nữa tôi quên nói với anh em, đó là cái món Rofan Mai cây này nè. Thì
À, cái món này á, là cái món mới của cái season này, nó sẽ upgrade cái quái của Helltide lên thêm 10 level đó. Anh em thấy trong cái dòng note của nó ghi không đó, nhưng mà cái ở cái T1 với T2 á, cái monster nó sẽ cap ở lại ở cái level 50 thôi, nó không vượt qua level 50 được đó. Nó sẽ tăng thêm cái tỷ lệ mà rớt cái Cinder luôn trong vòng 60 phút, mỗi lần mình xài nó sẽ tăng lên, nó không có cộng dồn nha. Hôm bữa trong cái bản patch nó nói là chúng ta cái này xài sẽ không cộng dồn, nó chỉ có tác dụng là xài một tấm thôi. Nếu mà trong thời gian xài mà anh em bấm thêm một lần nữa thì nó sẽ reset cái thời gian, nhưng mà cái quái nó cũng y chang vậy thôi, nó cũng tăng lên cái level 10 thôi, 10 level thôi. Nó vậy thôi. Trước mắt là tôi nhớ những cái đó thì những cái gì mà căn bản thì tôi đang chỉ cho anh em hết. Còn sau này có gì nữa thì tôi sẽ chỉ tiếp. Còn nếu mà còn thiếu gì anh em có thể giúp tôi comment bổ sung dưới video nhé. Thì đó là tất cả những gì mà gà muốn chia sẻ với anh em thôi. Nếu anh em có thắc mắc đóng góp ý kiến gì đó, thì anh em có thể comment phía dưới video. Nếu anh em là người mới tới channel gà và thấy video gà hết, đừng quên bỏ lại cho gà một like, một subscribe và đừng quên bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào gà up lên trong tương lai. Nếu anh em mới support channel thì có phần thông tin donate gà góc trái màn hình. Nếu anh em không thể donate được, anh em chỉ cần bấm like, share video, đó cũng là cách support channel rồi. Cảm ơn anh em đã ngồi nghe những cái chia sẻ của gà và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Thì để tránh cái việc mà anh em bị miss mấy event để farm nguyên liệu trong game để chúng ta farm những món đồ tốt á, thì bên gà có một cái app thông báo cho anh em những cái event ở trong game để anh em không bị miss. Thì anh em cần set cái thời gian 5 phút 10 phút trước khi cái event nó xảy ra thì nó sẽ thông báo cho anh em. Rồi cái app này cũng có phần mà nó sẽ get mấy cái build cho anh em khi mà anh em lượm được cái món unit hoặc là cái món unit mà anh em không biết sử dụng sao build gì, anh em chỉ cần chụp hình xong rồi nó sẽ quét, nó sẽ giúp cho những anh em newbie biết là cái này nó sử dụng cho cái build nào. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need